Xin chào cả nhà nha, và chị em Bông Sắc đã có mặt tại Tòa Thánh nha mọi người. Tối nay sẽ có lễ hội Yến Diêu Trì Cung. Có tối nay làm cho cả nhà mình xem múa đồng nhi. Tối nay là các vị chư tiên sẽ tề tụ về Tòa Thánh. Bây giờ là em theo chân em xuống trại đường nha mọi người, ăn cơm nha. Bây giờ mới tới luôn. Đó, nãy giờ kẹt xe mới tới luôn, bây giờ xuống trại đường ăn cơm nha mọi người. Tối nay các vị chư tiên tề tụ về. Em cũng tề tụ về luôn. Hàng trăm ngàn người các tỉnh đổ về, lớn nhất ở nước Việt Nam mà. Cái lễ hội này được nhà nước công nhận luôn nè cô bạn ơi, cô bạn yêu ơi. Cái này được nhà nước công nhận là cái gì đó, cái gì vậy, văn hóa gì đó. Hội Yến đó Ngọc ơi. Đây mình dòm lên là thấy cái sao của cái tòa thánh của Tây Ninh của mình nha. Còn đây là những cái tấm bạc mà cũng như là ở thập phương phương xa người ta sẽ đến đây. Cầu đài nè em. Là trước là có khi là người ta đến là 13, 14, 15, 16 người ta mới về luôn nha. Đó, giờ thì vô tới đây thì người ta sẽ che bạc. Đi. Người ta ăn thì lại chạy đường ăn, còn ở thì ta chắc chắn là người ta sẽ ở đây luôn rồi. Ở đây có thể là khuya nay người ta về, có thể là sáng ngày mai người ta về nha cả nhà. Đó, đây là tre nè, đi rất là đông nha. Đó. Đây nè. Tối nay sẽ múa đồng nhang là sẽ đi nguyên cung đường đó nha. Đông lắm, năm nay đông thiệt. Năm nay mà xe lên giờ này mà xe không vô tới đây được là biết cả rồi. Hello mọi người, hello tất cả các tình yêu nha. Chia sẻ livestream nhiệm ơn nha mọi người. Đó, ơi. Uống nhà đó, cơm rồi lấy chạy đường lại ăn luôn á. Đây với trại đường đây. Những cái ngày này bây giờ xuống trại đường nha mọi người. Người dân Tây Ninh mình rất là hiếu khách nha cả nhà. Có những người ở xa người ta tới đây người ta những người Tây Ninh này nhờ những ngày này người ta sẽ làm từ thiện rất là nhiều nha. Lên đây là khỏi sợ đói, khỏi sợ khát nước. Chỗ nào cũng có nước hết, chỗ nào cũng có chỗ ăn hết, không đồng hết. Đông lắm mọi người ơi, đông lắm. Cái gì vậy? Hiểu đó là chụp hình đường gần kìa. Thôi, em không chụp đâu. Đi mặt chết rồi. Đứng như xe kìa. Rồi đứng ở đó đây con. Xong chi gì mình nấu vậy ta? Quay à. Tòa Thánh Tây Ninh nha. Đó, thấy chưa? Tới chỗ ăn rồi nha nhà. Tới trại đường rồi nha nhà. Em mời cả nhà vào ăn cơm chay với gia đình em nha. Tới trại đường nha mọi người. Vào đây. Mọi người tới trại đường luôn kìa. Vô ăn cơm rồi, bây giờ vô ăn cơm mọi người ơi. Vào nha, em mời cả nhà vào đây nha. Đi Tòa Thánh Tây Ninh là cả nhà phải nên vào đây những món ăn của các nhà hảo tâm nha cả nhà. Ê, các bạn này không có người nè. Em, các bạn này không ai nè. Đây. Bạn kia không có người. Đây nè. Ở đâu? Qua đây nè, vô. Qua đây đi. Anh ngồi đây đi. Trời ơi, trời thiệt, rồng.
Qua đây anh ơi. Rồi cho anh đi qua cái nhà, nhờ cái nhà. Rồi, cảm ơn nhiều. Lấy ghế ngồi đi, lấy ghế cái ba đầu vòng vòng đi. Đây đây em chụp cho. Nhìn đây, nhìn đây chị ơi, nhìn đây. Có nghĩa là có tên bự quá không ta? Em mốt chị không? Em mốt mấy đồ ăn. Lấy cái chén, bể đại đi. Nghĩa là có phải bự không ta? Này cho anh Kim, Đây là mắm đậu em cả nhà. Mắm đậu hả chị? Tương hột. Tương hột kho. Cảm ơn. Nhìn đây. Dạ chị chụp đi, nãy có chụp cái gì rồi. Chụp vô đi. Đây rồi, cảm ơn chị. Đó thì giờ em mời cả nhà dùng cơm gia đình em nha. Đến hơi trễ thì đồ ăn nó cũng còn. Nói chung là còn gì dùng nấy. Còn gì dùng nấy đi. Dạ con mời. Con mời mẹ con ăn cơm luôn đi. Dạ. Con trên cái tô nha. Chào đó chị. Dạ. Đó. Giờ lên cái món cái muối xả tôi giờ không thấy luôn rồi. Đấy, cái dĩa này dĩa muối. Phải. Thấy nè. Cái đống đậu kìa, lấy lại đi. Đó, đống đậu kìa. À, cho con trinh dĩa này nha con. Dạ. À, cảm ơn. À, cảm ơn. Đó. Trời ơi. Thứ gì? À. À, mời cả nhà nha. Đó. Ê. Ai vô? Trời con không bắt kẹt. Chết rồi. Đúng không? Ừ. Cắm này, ngon cắm này. Đó. Chút chút là lên đây là vô lại cho đứt chiếc tôm mà sau đó là phải vô đây ăn cơm đúng không nè. Ăn vừa ăn lắm luôn luôn. Ngon không? Tấm để lên đây cho em ăn chứ. Ngon lắm vừa ơi. Thì gia đình em ăn ít món rồi cũng xong nha cả nhà. Bữa cơm rất là ngon. Bây giờ chị Hương với mẹ Nương thì sẽ đi không thứ không thể biết là sẽ đi bỏ công đức, bỏ thùng công đức, bỏ thùng công đức rồi bắt đầu mình lấy đi chỗ là trơn nè, mình tiến lên trên mình lại lại anh lưng đây gọi là tiến lên trên gọi là lại cha với lại mẹ anh đây rồi lại đúng rồi bên cha bên mẹ đó là cha nè. Mẹ nằm hướng bên đây nè. Hướng ở sau này. Không mà giờ gia đình em đi hơi trễ thì chắc có thể là chỉ lại cha được thôi nha cả nhà. Vì giờ điểm xuống mẹ rất là đông. Mấy kia rất cũng đâu. Giờ chị Hương sẽ vô ghi tên và cúng tiền. Đó hồi lâu mình cúng trong đó. Mà không biết bước vô coi hỏi người ta. Chập miệng á, đứng viên coi đẹp. Mấy anh trai xin chụp hình cho cả nhà lấy duyên. Nói chung đi hôm nay thì rất là vui, mình vừa đi chùa lại cha lại mẹ cầu trời cầu Phật, cầu cho bá tánh được bình an, cầu cho gia đình được hòa thuận, gặp được rất là nhiều người hâm mộ nha cả nhà. Có cúng không? Cây nhiêu con? Cây 10.000 hả? Cây 10.000 là ai có ai không? Bảo ăn là 4 cây ha, 4 cây. Đó thì giờ. Ăn ký 3 miếng nữa. Giờ anh Linh. Món này món gì anh Linh? Cái này là chả chay đó em. Chả chay.
Chả chay cả nhà lên tới đây là phải ăn cái món này thử nha. Chị ở Tây Ninh mới có món này nha cả nhà. Chị chưa vô trong. Thì trước em cũng có cái bàn ở đó đó. Dạ. Dạ. Đó, hai bà cụ bán nha cả nhà, rất là dễ thương. Này hai chị em quá. Dạ. Dạ. Rồi, gửi cho rồi, cảm ơn con. Dạ dạ. Cảm ơn con. Rồi đi, đi qua đây đi. Ê. Chào review nha mọi người. À, theo chân em qua bên ngõ giờ nhà chỗ Múa Đồng Nhang ở Trinh Cha nha không? Đưa ba cây coi. Làm liền nữa để cho chứ. Đi nước. Năm sau mình ai có đi á thì nên cẩn thận đề phòng cảnh giác nha cả nhà. Hả? Tại vì đây rất là nhiều người. Anh nãy ăn năm chiếc cơm nữa giờ nó chơi thêm cây này nữa. Sẽ ra lắm. Bởi mình đi tốt nhất là mình đừng nên đeo dây chuyền. Như chị Hương, thường thường chị Hương đeo 5 số cộng này, chị Hương cũng phải gỡ ra nè. Gỡ ra, bây giờ đeo vòng thôi. Sao chị? Giờ lấy cái vòng giờ dắt chị đi luôn hả? Bây giờ cái nước bây giờ lấy vàng thì phải dắt tôi đi luôn. Mới được, hiểu không? À, anh Linh thử trước rồi. Dạ. Nó cam. Thử bắn giờ. Không, khu vực này đâu cho bay lai cam đâu, đâu phải lai cam. Không ngon. Nếu mà lai cam là ấy rồi, mới lai cam. Không phải, đèn nặng canh thôi. Cái này không ngon, kỳ vậy. Cái này không ngon cho kỳ, không biết không. Chắc cũng tùy theo người bán nên lưng ơi. Ờ, không ngon. Ngon không? Ăn thử ổng cho cái ơi. Muốn chơi ông nào, muốn chơi nó ngon ghê, muốn chơi một em có hết rồi. Sao chưa? Em đã tự em nói là nó bán rồi. Ờ rồi. Không, nói chung nhiều người bán nên nó có cái ngon cái dở nha cả nhà. Xuất sắc luôn. Đâu. Cái này dở lắm. À, chừng nào con niệm người ra cũng số 5 nha. Em cây coi nè. Con cây gái này. À mình đang cũng được. Em biết kênh YouTube của mấy chị. Dạ. Tên gì nhá? Trời. Chị Tùng Sắc. Ơi. Đây là mấy năm họ nha. Có anh này ăn đây. Đá này, cái này rất là ngon, nói chung là đúng rồi, em không có ớt, nhưng mà chả này nhà có gì trong lòng, ở dưới Long An. Đây, em ở trong phòng. Tại miếng chanh đi, miếng sắc đi. Vậy là chung quê em rồi, em cũng ở Long An. Anh ở quê nào? Thủ Thừa Long An. Ít thôi, ít rồi, này miếng nè. Tân Hạnh hả? Đúng. Nhà này chả gì, em ở đây bán, còn bên này cô anh chị, cô ở An Giang. Dạ. Đúng rồi, nó bán ở An Giang. An Giang không ngon. Ừ. Thấy không ạ? Mỗi người một khẩu vị nha cả nhà. Mà em lấy em trai này bán ngon. Mỗi người một cái khẩu vị. Em ơi, em cái chả em mới cắt hơn của tao. Tại năm nào cũng bán 13 tuổi, em 20 mấy tuổi rồi. Đất sắc luôn. Một chỗ. Được. Ngon lắm. Sổ giống con ngựa quá. Sổ. Đúng rồi. À, khán giả là chụp hình cả nhà ơi. Đây em chụp cho chị. Em chụp cho nè. Không, bé không di chuyển không. Mình tác động quá nhanh. Ok chị. Rồi bấm cái nào. Đây, cô cầm đây con chụp giùm cho. À, quá chịu mến luôn. Rồi, ok. Nhớ coi nhắn chuông giùm nhớ không? Dạ, trời, thấy thương nha. Dạ, thấy thương quá em. Có ơn ngoại. Cho ra ngoại mấy cái cây chả đi con. Chả ơn. Tặng cho ngoại 4 cái chả đi con. Đó, ngoại cũng yêu mến quá trời kìa. Dạ. Ừ.
đi đây nè chị ơi, từ từ Dương ơi. Nó dần dần là mưa cũng tối nha nè. Cái điều kỳ lạ nhất ở tòa thánh là theo em nhìn thấy là hầu như tới ngày hầu như tới ngày này là gọi là ngày gì lên là bầu trời mình đều mưa. Bậy, tao không biết cái ngày là cái ngày gì. À, bà ngoại yêu rất yêu mến chị em ông sắc nha. Dạ cảm ơn ngoại. Ngoại đi từ dưới đó lên bao lâu? Đi bằng gì lên ngoại? Bên Cà Mau á. Dạ. Nè, Kiên Giang lên đây. Nè đi, đi ngoài đi nay mấy ngày ha, mới lên chiều. Ồ. Đây là bà ngoại nha cả nhà. Ngoại đi nay 2 ngày rồi đó. Đi từ Kiên Giang lên Tây Ninh. Dạ. Dạ gia đình chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Cái tập này có lên, cái tập này có lên YouTube luôn đó, ngoại lên ở đâu nha. Tôi có coi mấy cô mua vàng nữa. Dạ ngoại vô đi để mua nha ngoại. Dạ. Hầu như tới giờ gần đúng thường năm luôn, tới ngày giờ tới ngày tới giờ đốt cúng rồng nhang nào trời bầu trời sẽ mưa. Đó là điều kỳ lạ nhất đây, để hỏi chị Hương là chị Hương là người biết rõ nhất. Hồi xưa là Diễm Hương đã đi tòa thánh Tây Ninh này là hồi có 8 tuổi thôi. Mà giờ 51 tuổi rồi mọi người, thì cả nhà mình biết rồi đó. Là 40 mấy năm, nhưng mà năm nào là rồng nhang múa là chuẩn bị múa là có mưa. Hoặc đang múa là mưa nha mọi người. Đó có sao vậy, là năm nào Diễm Hương cũng đi. Tại vì gia đình của Diễm Hương là gốc đạo Cao Đài, thành thử ra là năm nào Diễm Hương cũng đi hết. Không đi tháng Giêng cũng đi tháng 8 nha, chứ không bỏ lỡ. Năm nào cũng vậy hết, hồi mẹ còn sống tới giờ cũng vậy. Đó. Nhưng cái lượng người, lượng khách rất là đông. Rất đông. Đông lắm mọi người. Ở đây là nói gì là ở đây là chuẩn bị tới giờ mà rồng nhang lên là mưa. Chuẩn bị tới giờ rồng nhang lên là mưa. Có mưa không đó. Chiếc trời này đang gì anh? Vô trong đó đi. Thảo nói thấy giờ chắc chuẩn bị múa rồng nhang vậy nè, người ta đã đứng rồi kìa, ta che dù rồi đó. Về Tây Ninh không mưa đâu, mưa ở đây. Mưa thì mưa nhưng khán giả vẫn còn bận áo mưa đợi dù nữa nha cả nhà. À, không có ai chạy đâu hết, ngồi yên tại chỗ. Không chen vô đó được đâu nha. Mình coi xa xa thôi chứ mình sao mình vô đó được, đông quá mà. Đó lát mình vô đây mình ngồi với người ta. Nóng lắm á rồi. À, mọi người bận áo mưa chuẩn bị đó cả nhà mình nè. Bên trong đó là ta làm lễ mà. Giờ mình ta làm lễ gần gần mình cũng đâu vô lại được đâu chị. Mình lại ngoài đi. Giờ gia đình em không có thể vào trong được thì vẫn nguyện đứng ngoài nguyện lại nha cả nhà. Thì bên trong hiện tại thì đang chuẩn bị làm lễ cúng. Đó, cả nhà thấy không? Góc kia thì cũng có người điển đó nè. Gì không? Ta điển á. Dạ. Hành căng thì á. Không nổi đi. Thủ vô ơi. Bệnh đó, đang bệnh đó. Vô. Lại đó chị ăn điển khùng cái gì trời. Lại cho chính quay. Nó thường. Có gì đó. Mày ấy đó. Ta. Hành căng đó.
căng á. Đó, người ta đang hành căng á cả nhà. Đông lắm, mình đâu vô đó làm thường thường cúng đâu. Mình cúng đây mà nhà tao nó chặt hết trơn rồi. Cúng thì đâu có đi được đâu ra căng. Em muốn cái lá cao không? Căng là gì ba? Căng là như có người dựa vậy đó. dưới cái lớp áo đó là cũng dày lắm đó chứ bộ. Nhưng mà không làm dày đâu. Dạ. Không dám đeo chị cũng. Hồi nãy bên kia cũng giật, cũng có công an nữa. Đó, người ta bận áo mưa đó cả nhà. Quá trời. Người thì áo mưa, người thì dù. Bây giờ là lâm râm thôi, một lát thôi bắt đầu. Nãy phát miễn phí đó bà. Bà, bà nãy áo mưa này phát miễn phí. Nãy thấy bà kia bán 50 ngàn cái không? Ồ, bữa nay lên chùa ăn cơm ngon thì kỳ quá rồi. Cúng tiền ở đâu đi mấy má? Ồ, cúng tiền mới được mấy gái ơi. Bạn quá trời. Gì bà? Làm đi. À. Làm đi, nghệ thuật mà. Làm đi, chị quay nè. Chị quay cưng nè, làm đi. Rồi. Không phun thì chị phun cho. À. Phun vào lửa đó. Không phun chị phun cho. Hiện tại giờ có những em nhỏ nhỏ nha cả nhà. Đang biểu diễn múa lửa. Rồi, thôi, cả mì nương ở lại đi ha. Ok em, bé đấy. Em có tiền không? Đúng rồi vậy. Đúng rồi em nè. Trời ơi chán dễ sợ. Em mãi nghệ đi chị bỏ vô cho. Đây chị gái ủng hộ đây. Đó mở hàng. Vỗ tay lên. Đó chị gái mở hàng 10 ngàn. Ê trái tóc chị. Phun trái cho miệng luôn. Ê cưng phun lửa hay quá vậy, cưng dạy chị phun đi. Ủng hộ em nó đi cả nhà ơi, mọi người ơi. Ờ mở hàng đi cho nhỏ đi mọi người. Nè mấy ta chị gái nè, người lì xì 10 ngàn 20 ngàn đi lấy cái lọc đi. Cũng vì cuộc sống mưu sinh thôi cả nhà. Chị, chứ phun lửa này thì rất là nguy hiểm. Rồi vậy hả? Nha mình. Nóng lắm á. Rồi mấy anh trai chị gái nè, đó người lì xì 10 ngàn 20 ngàn lấy cái lọc đi nè. Đó, đó cảm ơn à, con dạ. Nha 20 ngàn. Hay quá vậy ta. Tiền vô anh em ơi, tiền vô. Xuất sắc luôn. Tú Tú ơi, cứ có coi được livestream này thì cứ liên hệ với chị cho Tú Tú. Trời ơi Tú ơi, chị tìm được chồng cưng rồi Tú ơi. Nói chung cố ít lòng nhiều thôi nha cả nhà. Rồi, nói chung là mọi người cố ít lòng nhiều nha, lì xì cho em nó có tinh thần nha. Ê có bánh nào em bá giùm cộng luôn đúng không? Ác bí nó gì. Hay quá. Cưng mồi lửa hay gì? Gió quá không mồi được đâu cưng ơi. Nóng lắm nha cả nhà, giờ cùng bé đi. Đưa hẳn cây đuốc vào họng. Tính mồi lửa mà nóng quá, với gió, dạ, lượng gió nhiều quá. Cô sư dạ, cho. Dạ, con cảm ơn cô. Cả nhà ơi, ủng hộ em nó đi cả nhà cho nó có tinh thần đi.
anh lên chu kim cho anh lên rồi đây cảm ơn con trai nha. Nhỏ cho nè, kệ công an có gì đâu, chị có sao đâu. Ê, nó đâu mất tiêu rồi. Rồi bé ơi, mày nương ơi, vô trong chia kìa mày nương. Hả? Mày nương ngồi đây luôn. Có gì đâu mình. Dạ. Trời, anh nghĩ đi, em bận á bà ba sao múa lửa được. Đúng không nè? Nghe anh trong phòng la nha cả nhà. Lưỡi kim ra đi má, lưỡi kim ra đi, cũng nhỏ đi má. Dạ không có vùng vậy. Dạ dạ. Anh okay. Ơi anh nghỉ đi. Dạ dạ. Em có múa lửa đâu anh, em bận á bà ba sao múa lửa được. Rồi em không phun nữa, ok anh. Oh, bởi mấy anh công an la cả nhà, hiện tại thì ở đây rất là đông người, cũng sợ nguy hiểm đến những bé nhỏ ấy. Đúng rồi, nó sợ lia lẹ lắm, nó ngó qua lại đây. Không có, mình nó lấy ra vậy nè. Lỡ công an có lợi thì bắt cái lon thôi, còn tiền mình cất vô. Cưng ơi, tiền nè cưng. Nè, đầy đủ nghe, chị không có lấy ngàn nào hết trơn nghe. Công an tính bắt chị đó. Tú ơi. Hả? Trời, anh nghĩ đi, em cầm cái lon đi vòng vòng là anh biết rồi. Ngày qua tháng lại dài dầu nắng mưa. Rồi một hôm nghe tin sét đánh, cha hy sinh trận đánh Bình Tây. Em đang đứng đây nè. Ôi ôi, chào người đẹp. Bữa nay chị đi với đi với chị Hương. Chị Hương ngồi đẳng á. Đi từ xa chị thấy Sơn liền. Đây là người đẹp Sơn Kha Lai trên TikTok nha mọi người. Anh Trường ơi, em đang đứng ngay đây nè, bên hông nè. Chị Hương đâu? Đây chị Hương đây. Bởi vậy đây là người đẹp Sơn Kha Lai nha mọi người, hot TikTok nha. Dạ, anh chào chị Hương. Dạ. Dạ, em đi với bạn em, anh em. Chúc sức khỏe chị. Dạ Phương ở nhà bán không có đi vậy. Dạ. Chúc sức khỏe chị. Chúc sức khỏe. Rồi nãy giờ đi qua đi qua bên em đi. Đi với anh chồng chị đó. Trời dịu quá, mặt đẹp. Từ xa thấy, từ xa thấy. Anh lên cả, lên cả lại rồi. Đâu có. Ê chụp hình đi, chụp hình đi anh. Dịu. Chụp hình đi nè. Dạ. Vô đi Sơn đứng, Sơn Lai đứng giữa đi. Gì cũng đau. Đúng rồi. Chị Hương dịu quá. Dạ cảm ơn chị. Chúc chị anh người đẹp Sơn Lai trên TikTok nha mọi người. Hay đi giao quay clip với Vũ Thu Phương đó nha. Đi vòng vòng. Dạ nãy giờ đi quay YouTube với ông anh của em. Nãy giờ tới tới lâu chưa? Dạ nhiều khi ha. Lâu rồi. Ơi chị dễ thương á. Dạ, đúng rồi, nói chuyện nhẹ nhàng. Có gì em xuống chị Hương chờ. Clip đi đi giờ cô Hồng với Thu Phương mắc cười. Tám hát giống gái luôn đó, tám hát giọng bèo luôn đó. Thơ yêu lấy 10 người một lần, để đem về lần lượt nhớ thương. Mặc cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhà cũng phải. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Hay quá, xuất sắc nha cả nhà nha, hát giọng gái luôn đây, tới mì nương hát nè. Thà yêu lại hôi má ơi sủng ơi tí nặng ông. Nè, mảnh mai gì nè thì nói chuyện cái tí nặng ông. Ok, có dịp nào chị mình gặp dạ. Nha. Hôm nay gặp em gái này á nha mọi người, ở tại Tòa Thánh Tây Ninh nha mọi người. Cũng như là có duyên cũng gặp lại em gái này chứ chị Mương coi trên YouTube không à. Dạ, nói chị em mình em muốn biết chị, Ok. Ngày hôm nay thì thật sự mà nói thì Sơn Kha Lai cùng với mấy chị em rất là nhẹ nhàng đơn giản. Chị thấy em có nhẹ nhàng đơn giản. Đó, rất là nhẹ nhàng. Không có. Rồi sắp tới đây thì Sơn Kha Lai này sẽ xuống nhà Diễm Hương, sẽ cùng với Diễm Hương sẽ đi quay tất cả ở các tỉnh miền miền Tây nha không? Dạ. Nhớ xuống đi với chị quay Thảo Sương. Okay, thì Sơn Kha Lai xin được phép chúc kênh của chị Diễm Hương thật
bông chị em bông sắc, chị em bông sắc. Kênh của mình thì sẽ luôn luôn được phát triển, và cũng như là chị em của chúng ta sẽ làm những cái video, những cái thiết thực nhất trong cuộc sống, giúp đỡ những chị em khó khăn ngoài cộng đồng LGBT, và cũng giống như là những món ăn mà của chị trong nhóm của chị em bông sắc, để mà làm những món ngon vật lạ để mà gửi đến những anh chị và những anh em cô dì chú bác trên mạng để mà thưởng thức và cùng đón những cái món ăn ngon nhất. Em thấy chị nấu ăn rất là ngon. Ok rồi. Dạ thì cuối thì em xin được chúc sức khỏe tất cả mọi người ngày hôm nay thì vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và may mắn, và chúc chị và gia đình và anh chị và cháu đồ luôn luôn thật nhiều sức khỏe và may mắn, và nhiều nhiều thành công hơn nữa để mà chị có thể truyền đạt và chị giúp đỡ những chị em trong cộng đồng LGBT và những cô chú khó khăn ngoài xã hội. Và bây giờ em xin chào ạ. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cảm ơn em. Chơi vui vẻ nha em. Ok. Bye. Bye. Bây giờ anh Linh sẽ cổng cô Bảo vô cho cô Bảo coi coi múa rồng nhang nha cả nhà. Không có được. Đừng lấy cái đầu lúa cho dính lại. Đông lắm cả nhà mình ơi. Lấy không Bảo? Chưa làm đi nè. Sư phạm chưa chưa? Ở dưới mà, còn phía dưới mà không? Đang múa đèn ca. Múa đèn ca múa ra. Từ với mẹ đi lên xong rồi bây giờ là đang vô múa trong đèn ca rồi mới đi một vòng. Đúng cái dưới nó có đèn ngang đây nè. Đang. Sao mà té được, con cứ ngồi. Trời ơi, rồi chút xíu tao đá dép mắt rồi sao. Thằng này em là... Rồi anh cảm ơn em rất là nhiều. Không có té đâu, cô cứ ngồi thoải mái đi, ba dịnh không có té đâu, chào. Đừng nét như chào. Thấy không? Hả? Thì không thấy gì chân hả? Không thấy đấy, tụi nó mà nó té rồi. Ba nó không có té là không có té. Cho anh mượn cái ghế nhỏ. Nói nó mới vòng qua hết đó. À tao đi vòng đó đó. Được không? Không thấy đường đâu. Ôi chào bà sao chú xíu được rồi. Sao anh lên thấy Bảo? Năm thứ là con à. Ba con.
Chế thiết kế về mượn cái ghế chế. Sao có mua đẹp không? Đúng không? À, lên cổng cô Bảo ra coi đã được không? Thấy không? Còn thấy không à? Quá trời đông luôn. Đây là khuôn mặt mày đưa. Ngồi em, ngồi em, ngồi em đi ba đồng nha. Mà không có được này cả nhà. Ngồi em, cứ ngồi em, ngồi em. Anh lớn cho em con muốn đồng vàng đi lớn. Anh lên cổng cho, cổng cho vô lên coi muốn còn ngang anh lên ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thôi vậy chứ. Vậy chứ gia đình mình về quá chị ơi chứ. Sao ra về? Đi ngã nó ra. Đi vòng này ra nè. Anh bảo con muốn đồng ngang em chưa có coi được. Đứng đây đi, đi. À đi sát đi vô đây nè, sát đây nè. Đi vô đó gần, trời vòng vòng đi cho mệt nè. Không được đâu, đông được. Lắm. Xa lắm không có vô. Nè vô cái miếng này làm gì còn rồi nữa. Ra 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 nó vậy hả? Ờ. Đi. Ờ nói chung là bây giờ là gia đình em đi coi đi lễ hội gia yến Diêu Trì cung á là năm nay quá đông. Quá đông. Hôm nay quá là kiểu như là người ta kêu là gì? Dở trận á phải không? Em không có coi được, em đứng nhìn từ xa em nghe múa lân thôi. Bây giờ bảo coi cái ông lân mà múa như này đẹp hay ha. Bây giờ kết thúc video ở đây thì hẹn cả nhà video tiếp theo của gia đình em nha. Bye bye, xin chào. Coi đổ hội ngồi rung đổ hội.